Sau hơn một tháng ròng rã chống chọi cùng Covid-19, ca sĩ Phi Nhung đã vĩnh viễn ra đi. Giọng ca Bông Điên Điển đã cống hiến cả một đời người cho nghệ thuật, nuôi nấng hơn 20 người con nuôi. Trước khi qua đời, Phi Nhung từng trở thành khách mời trong Chuyện Ngại Nói với Xuân Lan. Thời điểm này, nữ ca sĩ vừa trải qua ồn ào cắt xê cùng với con trai nuôi Hồ Văn Cường. Tại đây, cô đã cùng với host Xuân Lan trò chuyện về tình mẹ con cũng như cách dạy dỗ nghiêm khắc để con nên người. Với Hồ Văn Cường, Phi Nhung chia sẻ, cô cũng có chút buồn vì không nuôi từ tấm bé nên cô không thể ôm Cường như những đứa con khác. Một phần lý do cũng bởi bố mẹ ruột của cậu sống chung và bản thân Cường cũng đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Phi Nhung bộc bạch, Hồ Văn Cường ít khi nói chuyện với ai, thậm chí là với cả mẹ ruột. Sau chuyện thị phi hồi đầu năm, sau khi Hồ Văn Cường xin lỗi thì Phi Nhung cũng nói rằng thà chị bị chửi chứ chị không để con chị bước ra đường bị người ta chửi hay bị người ta chê. Mặc dù Phan Cường chửi chị nhiều, mấy đứa con nít nhìn hình ảnh Phi Nhung là một người mẹ hiền, nhưng thực ra chị dạy con rất nghiêm khắc và khó tính. Mặc dù chị có mắng, nhưng tối vẫn gọi con ăn tối, yêu thương. Nhưng với Cường thì nó giận quá, mà Phan cũng đưa đẩy nhiều quá. Chị thông cảm và không thể nào để mặc Phan dạy hư con chị được. Bản thân mẹ ruột của Cường cũng khóc và nói 18 tuổi cũng đừng để Cường ra ngoài. Cô nói thêm, nhà chị như cái chùa vậy đó, toàn người lạ không. Chị mua thêm nhà cũng để mấy đứa con chị ở, chứ chị chỉ cần cái phòng, cái giường là đủ rồi. Cường có coi chương trình này thì con cũng biết là một thời gian qua mẹ bị chỉ trích, thì giờ mẹ đã có lại một người con ngoan từ trước đến nay của mẹ. Phi Nhung gửi lời đến Hồ Văn Cường. Sau một thời gian không công khai chuyện là mẹ đơn thân bé Wendy, Phi Nhung cũng chia sẻ là vì con gái nói rằng con muốn mọi người muốn chơi với con là chơi với Wendy, chứ không phải là chơi với con gái của ca sĩ Phi Nhung. Cho đến khi con gái 18 tuổi, Phi Nhung mới tôn trọng quyết định của con gái để công khai với công chúng. Ngoài ra, Phi Nhung cũng chia sẻ quá trình một thân một mình nuôi dưỡng và dạy dỗ con gái Wendy trong thời gian ở Mỹ. Cô dạy con tính độc lập từ nhỏ. Sau khi Phi Nhung qua đời, siêu mẫu Xuân Lan cũng đã lên tiếng trên trang cá nhân về việc ngừng hẳn show Chuyện Ngại Nói